chế độ dinh dưỡng phù hợp có vai trò quan trọng giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, những vấn đề như thể trạng yếu, mắc các bệnh mãn tính, hệ tiêu hóa giảm, hấp thu kém, chán ăn hay việc sử dụng một số loại thuốc làm giảm sự thèm ăn, ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn, dễ khiến người cao tuổi gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng. Người cao tuổi khi bị suy dinh dưỡng thường xuất hiện các triệu chứng như sụt cân, cơ thể gầy rạc, mệt mỏi, mất ngủ, da khô, xanh xao, dễ bị bầm tím, tóc khô, dễ rụng, miệng khô, lưỡi và môi bị nhiệt lở loét, nhai nuốt khó khăn, chán ăn, ăn khó tiêu, dễ táo bón, hay gáo gắt vô cớ và kém minh mẫn. Tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài khiến các bộ phận quan trọng trong cơ thể như tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ nội tiết, cơ bắp, phổi, trí não suy yếu. Quá trình lão hóa thúc đẩy nhanh hơn. Với những người đang bị bệnh, suy dinh dưỡng sẽ làm giảm khả năng miễn dịch, thời gian bệnh kéo dài, tỷ lệ biến chứng và tử vong cao hơn. Để cải thiện chế độ dinh dưỡng, người cao tuổi cần ăn uống đủ chất và đủ số lượng để đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu các bữa chính ăn chưa đủ số lượng thì có thể ăn thêm các bữa phụ. Thức ăn cho người cao tuổi phải mềm, dễ nhai, dễ nuốt nhưng không nên sành nhuyễn vì sẽ làm giảm mùi vị thường có của thức ăn. Nên ăn thêm các loại hoa quả sau bữa ăn như cam, quýt, chuối, bưởi và nên ăn nhiều rau. Cần hạn chế ăn mỡ động vật, lòng đỏ trứng hoặc các loại phủ tạng, nên ăn cá thay cho ăn thịt. Chế biến thức ăn nên thêm gia vị vào thực phẩm để tăng sức hấp dẫn khẩu vị người cao tuổi. Nếu việc thay đổi chế độ ăn uống không cung cấp cho người cao tuổi đủ chất dinh dưỡng, thì việc bổ sung thuốc bổ cũng có thể giúp ích. Đặc biệt, cần khuyến khích người cao tuổi vận động cơ thể hàng ngày để máu lưu thông, giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động nhịp nhàng, từ đó sẽ ăn uống ngon miệng, hấp thu tốt. Cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp tùy theo hoàn cảnh, điều kiện và sức khỏe của từng người. Người thân trong gia đình cần có chế độ chăm sóc cho người cao tuổi thật cẩn thận, chu đáo, nâng cao chất lượng thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, để người cao tuổi có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, ăn uống đầy đủ sẽ giúp họ khỏe mạnh, dẻo dai, phòng tránh được bệnh tật.